chào anh chị em đã quay trở lại với kênh của Hoàng Nam Audio. Đầu tuần, Hoàng Nam Audio xin được gửi lời chúc đến toàn thể anh chị em đam mê audio trên toàn quốc có một sức khỏe dồi dào và một tuần làm việc hiệu quả. Hôm nay thì bên em tiếp tục test một em Omni mang thương hiệu Bueller và có mẫu đen là SA7900 cho một anh khách ở trong Nghi Sơn, Thanh Hóa anh em nhé. Với em này thì bên em vẫn đang sẵn này và giá em đang bán ra với giá là 4.700.000 cho anh em nào, bao ship cho anh em nào chuyển khoản và cốt thì là không có bao ship anh em nhé, mà bắt buộc cọc trước giúp em một chút tiền. Đây là góc cạnh cũng như là tổng thể của mặt trước máy thì còn rất là đẹp anh em nhé. Và bên trong nội thất thì em cũng đã mở sẵn nắp của nó ra. Chút xíu thì em sẽ quay cho anh khách ở trong Thanh Hóa xem luôn cùng anh em. Hàng này thì em vẫn cam kết với anh chị em là bao zin bao nguyên bản cho anh em. Em này thì có công suất là khá là lớn với 135W, chơi tốt các cặp loa bát 30. Và điều đặc biệt của Bueller thì anh em cũng đã biết rồi, rất là dễ ghép loa. Đấy, và giá thì cũng khá là tầm tiền. Với em này thì bên em đang có cả sẵn tuner, nếu anh chị em nào mà mua cả tuner thì có giá là 5.700.000 anh em nhé. Tổ hợp này là tổ hợp sử dụng chọn cầu đầu vào gồm 4 đường và một đường tép, hai nữa là 5 đường. Đấy, em này rất là nhiều tính năng tone để hiệu chỉnh bát tép này, gạt xuống để hiệu chỉnh bát tép. Đó, em này thì chơi được cầu loa A, cầu loa B nhé, riêng biệt nhé. Đó, máy này rất là đẹp này. Đây là tính năng lau lớt. Đây là nội thất mà em đã theo sẵn. Đây, tủ vẫn còn nguyên bụi này. Đó, em này thì sử dụng 4 em sò của em đi Huyền Thoại 7.825 anh em nhé, nên là chất âm thì không thua kém đâu ạ, chỉ có điều là sai mỏng và không có đèn vu thôi. Đó, nên anh chị em lưu ý để lựa chọn em này với phân khúc rất là tầm tiền, 4.700.000 ạ. Một lần nữa, Hoàng Nam Audio xin gửi lời cảm ơn đến anh khách ở trong Nghi Sơn, Thanh Hóa đã tin tưởng ủng hộ kênh bên em. Cảm ơn anh chị em đã theo dõi video. Bác nào có nhu cầu thì hãy liên hệ với em qua số điện thoại là 0981 956 486. Địa chỉ của em là tại số 8 ngách 26 ngoại trần Cầu Vân, Trà Rồi, Hà Nội. Cảm ơn anh chị em đã theo dõi video. Hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ kênh bên em. Em xin cảm ơn rất là nhiều. Chào các bạn.